Rồi bây giờ là em chạy đi, em chạy đi. Đấy, em mở cái notepad được rồi. Thế hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái phần nữa để chúng ta biết được là gì. Cái lệnh vào ra chúng ta là có 4 đúng không? Bây giờ em mở cái notepad sheet của AutoCAD, bao thuộc của Windows. Em làm theo nhé. Rồi bây giờ em gõ cho tôi một cái tệp có nghĩa là TDB vào ra thì chúng ta sẽ có là lệnh đọc, tức là chủ yếu sẽ là thao tác là đọc và ghi, đúng không? Đấy, mở và đóng có 4, đúng không? Đấy, chúng ta dùng cái notepad để chúng ta minh họa cái này. Bây giờ notepad thật của nó là bây giờ gõ lên. Bây giờ giả sử chúng ta có 4 điểm, có cái tọa độ là điểm thứ nhất là 1000 điểm thứ hai là 2000 điểm thứ ba là 2000 và điểm thứ bốn là 1000 vuông. Rồi bên ghi đi, chép s và file. Bây giờ là chúng ta không đánh quên này. Ở đây chúng ta được bấm vào cái vô ốc này. Đấy, bây giờ chúng ta cho nó vào một cái chỗ nào đấy, đúng không? Chọn on file để cho nó ra file ốc kỷ. Rồi bây giờ chúng ta như bằng tên gì? Bây giờ A chân A này cho một cái gì? A chân A này. Rồi, đúng không? Bây giờ không như phải nhớ tên đường dẫn. Chép S. Không, chép S lại để tôi xem tên đường dẫn nó nói như chép S. Rồi, đi. Mà à, chúng ta đó, từ bây giờ nó là ở ổ C đúng không? Xem lớp chắc bị A. Bây giờ C 2 chấm chéo lớp chắc bị A. Lớp chắc bị A đúng không? Vâng. A chúng ta rồi. Đấy, tức là cái tên đường dẫn của nó là như này. Tắt đi. Được chưa? Mọi người tạo ra cái file như thế được chưa? Nhớ cái tên đường dẫn, các em lưu ở đâu các em nhớ cái tên đường dẫn. Và nếu mà đơn giản thì lưu bên ngoài là C đường dẫn ngắn. Thì tùy. Rồi. Bây giờ tắt điện này, chúng ta lập trình. Vào notepad, đúng không? Vào cái mở tên. Mở. Bây chúng ta sẽ mở một cái tệp để đọc, tức là mở để đọc cái tệp này, đúng không? Chúng ta dùng cú pháp là gì? Open. Có đấy gọi. Rồi mở cái tệp này, khác nhau, nháy. Rồi C. Đấy, gọi đi. Có chưa? Đúng không? Rồi. Đấy. Có. Đấy, cách nhau. Đây là cái tên tệp, đúng không? Tên tệp. Mà tên tệp ở đây chúng ta nó là một cái đường dẫn như là cả tên. Rồi. For input, tức là để đọc. Rồi. Cách nhau. S. Rồi, xem chưa? Thăng 1. Đúng thăng á. 1. Thứ
là gì? Tôi thay cái này bằng cái gì? Tôi là gắn cái giống như là cái tên hôm trước tôi giảng đúng không? Các lệnh đọc ghi của Visual Basic nó không làm với cái anh này mà nó làm với cái số này này. Đó, chúng ta phải gắn cái đường dẫn. Tức là cái anh này ám chỉ đấy là số 1 thì nó mới hiểu được rồi. Enter luôn. Bây giờ anh đóng luôn, close. Dùng cái lệnh close, tức là dùng xong là phải đóng. Mở ngoặc 1, đóng ngoặc. Đấy, chúng ta là mở ra cái anh 1, dùng xong, xong trước khi bắt khỏi là chúng ta phải đóng cái anh này lại. Thì chúng ta là sau đấy chúng ta vẫn dùng được kênh 1 thì nhiều yếu nhỉ? Đúng sau đó. Rồi về. Kích đấy. Anh đợi. Rồi, bây giờ chúng ta dùng lệnh đọc này. Lệnh đọc thì chúng ta gì? Line input. Đúng không? Đấy, bây giờ cái số chúng ta nó là 1 thì chúng ta cho 1 và cho một cái tên biến là text line. Được không? Rồi, enter. Sau đó là chúng ta gán cái anh đọc được vào cái gì? Cái text box của chúng ta. Thì chúng ta là gì? TXT. Được không? Control. Đó là notepad. Control space. Rồi, chấm. Đó. Chấm text. Rồi. Bằng cái text line này. Rồi, tuy nhiên ở đây text line là chúng ta đấy là biến văn bản thì chúng ta phải khai báo nó. Lên trên này. Đấy, nó là biến văn bản thì chúng ta phải đi nữa. Enter. Rồi, đi. Đi. Rồi viết tiếp hoa. Đấy, bây giờ văn bản thì là phải S gì? S-string. S-string, rồi. Rồi, chạy thử, chúng ta chạy thử. À, như vậy nó đọc được cái dòng đầu tiên rồi đúng không? Còn nhớ chúng ta vừa có con không? Đọc được rồi đúng không? Đấy. Rồi, đây. Enter. À, ấy. Bây giờ. Được chưa? Mọi người làm được như này chưa các bạn? Rồi, làm đi. Vấn đề này là sao bạn chỉ hiện sao trên tờ phát này khi nào ask cho bộ đấy anh chờ đi chờ dẫn một bàn người đó chạy đi bây giờ các anh là tạo một ca chúng ta. Được không? Tạo được chưa? Cho một cái đường dẫn ở đấy. Được không? Tạo được chưa? Và ghi nhớ cho tôi canh này. Được không? Đường dẫn ghi ra. Sau đó thì tạo rồi chúng ta dùng cái lệnh là open. Cái tên cái đường dẫn đấy viết ra có input rõ giống hệt như trên bảng. Đấy. Xong là khai báo một biến và đọc nó. Bây giờ cái này mà không làm được thì mình đi. Cái gì mà lại phải cóp thế? Các bạn ấy chưa tạo đến đấy ạ. Cái gì? Các bạn chưa tạo đến chỗ đấy. Thì chưa tạo đến chỗ đấy, cóp thì còn gọi gì là học nói rồi học cái này là nhìn và làm theo một cái cốt của cái còn còn cái mình tự mình chạy thử
Không sao đâu, chị tớ cũng đang nhỉ. Có tạo phải chưa? Tạo rồi. Chỗ nào? Có ra chỗ lại nha. Có ai đứng đó rồi? Đường link đúng luôn, không được. Đây. Đúng tên trong mục kia. Rồi, đây có ghi chỉ được cái khung mục kia, tôi ấn đây này, xong tôi có rồi. Em rồi. Chạy theo thằng anh trước cửa cỏ. Tôi không có không tải ra được. Không tải file trên Facebook. Đây là em có cái đường rồi, đây rồi em phải đọc được trước có trên Facebook rồi. Em chỉ có chụp ra thì em phải chụp ra thì đơn giản. Bỏ ra là ra như này là bắt đầu có thể bay ra như này. Bắt đầu trước thì cái này không làm gì cũng ngồi mà ngồi chặt quá, bạn ngồi chặt quá. Chả thấy cái này nó không chả. Vàng kia trong cái này đúng không? Vàng là open đúng không? Đâu, chung hoa đi đâu? Chung hoa này đâu? Đây, đang đây ạ. Đây ạ. Đây ạ, nó đây ạ. Chúng bài tập thêm cho nó nào. Địa 956, bài tập thêm. Bạn có sai nữa cơ. Địa 956. Thêm kia làm gì chữ tên nữa đâu. Ừ, thêm đấy gì? Thêm kia làm gì tên. Ông vừa có hàng đấy đồng mế ông tao rồi hiểu không? Mày ba xe mại ở trong kia mà có... Có thả đừng dẫn vào rồi bấm lại có thả đừng dẫn rồi hiểu chưa? Bé hiểu rồi nhưng nó sợ đôi khi chứ không phải nó có hiểu không? Vàng dòng váy đúng không? Hay là nó chỉ chạy được trên xe thôi? Không phải ở trong đó đâu. Chấm KPMG bây giờ. Không nhớ trình đọc của nó. Cái trình đọc của mày là gì mày? Cam ưu tao cũng cam ưu mày lơ đâu mà nó mặc định được là cái trình đọc là đuôi chấm đáp nó phải không ấy. Mày đi nhớ là mày đi đi thẳng. Đâu đâu tôi bắt được chỉ nghe nào. Kiểu thành đáp nhất là cái trình đáp của mày lơ luôn mặc định. Cái phải chấm đáp là cái phải có cái gì đi đi thẳng để chặt mực ra. Nên là nó luôn đặt cái mực phải cam ưu. Bây giờ chỉ cần tạo lại cái nút test ha xem là có được không biết ngay. Đã mới đấy thì gõ vào những cái chỗ nó ngắn thôi. Làm gì có gì đâu. Sẽ lấy cắt mét mà không chuyển được. Hay là chỉ bắt vào đầu xe nó mới chạy. Thank you.
Bây giờ con lập một cái ý thế không mất một ổ hoa cho chuột dẫn đi nó bắn ra như thế nào nó kết cả ổn khác trong lưu ở cái khác ở chân bạn nè cái tên dài đúng không? Nhầm, và new và new nhầm. Rồi, open. Được chưa? Hồi này mà không chịu làm là nó đi nhanh như tiếng bánh bắn bây giờ đây này. Rõ rồi. Người khác B để được đọc được dòng tiếp theo. B có cóp được không dòng này? Cóp chứ là cóp. Rồi, Cartoon C. Cartoon V. Cartoon V nữa. Ồ. Tôi bảo cái tay của cậu kìa. Tôi đã ra lệnh rồi là cậu di chuyển vào ra Cartoon phải dùng hai tay. Rồi, chạy thử. À, như vậy là... Nó thẳng vào thứ 3. Sao lại cậu... 3 cái à? Có phi 3 cái à? Vâng, 2 phát ạ. Thấy nó 2 lần ạ. Bạn ơi, rồi. Thế như vậy là các bạn thấy gì? Đầu tiên nó đặt dấu nhất, sau đó đặt dấu thứ 2, đặt dấu thứ 3 và cứ mỗi lần là gì? Nó cho vào cái tên làng. Được không? Hiện lên. Bây tôi muốn như này. Tôi muốn hiện cả 4 dòng này. Thì tôi làm nào. Được không? Đặt cái anh này đầu tiên. Được không? Tôi lưu nó ở đâu đó. Sau đó thì đọc cái anh thứ 2 thì tôi lại nối cái anh này vào cái anh thứ nhất. Tôi hiểu như nhỉ? Và tôi là xuống dòng. Đó, bây tôi bên động tác nối này. Đọc cái anh này đầu tiên xong rồi. Enter anh ấy. Rồi. Copy dòng này lên trên. Rồi, bây giờ take đấy, rồi. Copy đi anh đấy, rồi. Đây, nối nó cho tôi. Lăn nối về. Và rồi. Đấy, tiếp tục. Nối xuống 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 nào. Xuống ra chỗ khác khổ quá cái anh. Cách chỗ em nữa. Rồi, mình có copy dòng này nữa thôi. Copy. Xuống dưới, xuống sau anh này. Có ấy có dòng để thao tác cái này mấy hôm lần lượt rồi. Vứt đi. Về nhà trả chữ điện. Vứt đi rồi. Làm chỉ một động tác thôi. Xóa cho anh này, xóa cho tôi cho anh thứ. Đây này, xóa đây này. Đấy, xóa một dòng. Đá cho cửa một trận rồi.
xóa đi, bây giờ nó nói làm gì, khổ quá, các anh ấy chắc là cậu bị làm sao? Căn tuần diễn lại. Thôi ngồi cái này. Thì căn tuần diễn thì cực gì. Xóa một dòng, xóa hẳn cái dòng ấy đi. Vâng. Xóa đúng rồi. Xóa cả dòng này đi. Dòng này này. Rồi bây giờ có cái cách ấy là gì? Cantroni, gõ thử Cantroni nào. Cantroni. Rồi đấy là cũng là xóa một dòng. Kiểu như vậy, ấn đu lại, ấn đu lại. Ấn đu là Ctrl Z à. Nếu mà làm quen thì nó sẽ rất nhanh. Rồi mới chạy dần. À như vậy là gì, nó nối của tôi hai anh bám nhau. Đây nếu tôi cho xuống chỗ xuống dần nữa thì ok đúng không? Tuy nhiên là để xuống dần. Ta đi. Bây giờ tôi là gì? Thì anh này đúng không? Tôi phải cho dấu xuống dòng đây. Cách ạ. Và cái dấu xuống dòng là gì? VBCR này. Đó. Là cấu nào đấy? LF. Rồi, chạy thử. À như vậy nó vẫn không thèm xuống dòng. Đâu. Lý do này bây giờ ta đi sang đây xem đi. Ta đi. Vào cái phong lưu thôi, vào phong lưu thôi. Rồi, phong lưu mà à xưa phong lưu tôi bắt. Rồi, thích rồi. Đấy, rồi. Ở đây nó có một cái thuộc tính nó gọi là tính, nó thuộc tính là gì? Monkey Line. Monkey Line rồi, mọi người không được. Kiểu Monkey Line đấy. Chủ. Rồi, bây giờ nó đang ở trạng thái là false. Tức là trong trường hợp này nó chỉ được một dòng thôi. Bây giờ biến nó thành true. Rồi, chạy thử. Đúng rồi ạ. À. Hai anh có đúng không? Nhưng mà bây giờ là nếu tôi đọc tiếp thì tôi cũng tương tự như vậy đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà nó nhiều mà tôi là cái anh nào cũng thế thì tôi chết. Do đó tôi phải cho nó vào trong vòng lặp. Vòng lặp của tôi là như này. Bây giờ sửa đi một tí này. Sửa đi một tí này, bây giờ vòng lặp là đu này, có lúc này, đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ là gì? Line input đúng không? Tăng một, đây là. Cái này nó giống như từng viên đạn, đúng không? Và lắp vào băng đạn thì đấy là cái TIT nâu tự quá. Đóng tay bằng chính cái này ông và tích lai đúng không? Và VBCR F đúng không? Khi nào chúng ta chui ra ngoài, rất may chúng ta có một cái hàm, nó gọi là hàm EOS, tức là hàm N of file, tức là N, quy tắc của chữ N of file. Tức là cái hàm này là gì? Nếu chúng ta đọc giữa chừng thì nó bằng full, còn nếu mà đến tận cuối tệp thì nó bằng chú. Do đó ở đây chúng ta sẽ là loop until EOS 1, tức là gì? Đọc cho đến khi nó đến cuối tệp thì thôi. Có hiểu chưa?
Đó đấy. Tôi. Đó, chạy thử. Chị lên chưa? Làm được chưa? Vậy mày bảo cái gì cho nó thì nó sẽ em tắt đi cho người này. Cứ bình tĩnh. Ông tôi chết lỡ đầy xoáy hết rồi. Tôi chết rồi. Chết rồi. Đi. Ta. Đi đó. Chỉ giận chung thôi, chẳng có. Buôn lai, buôn chi lai. Là sao? Tại sao anh lên đến chung ngồi nhỉ? Để chưa làm được. Anh mà ngồi thì từ giờ về sau anh cứ ngồi suốt. Để nó khổ đấy. Không bao giờ làm được cả. Các bạn đừng có nghĩ rằng ngồi mà cuối cùng là ấy đâu nhá. Zero đấy. Khi là gì zero đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Phải thi chương trình rồi chạy. Ok, lặng y hẹn như cái này cho đến khi kết thúc. Cái này đừng dọa đâu. Thi thì không có anh nào cứu được anh nào cả. Nó khổ đấy. Cứ ngồi vào máy như thế này. Thi chương trình chạy thì được. Còn chương trình không chạy, không điểm. Lúc nào thì... Bây giờ không chịu gõ thì làm sao mà ấy được. Gõ chưa chắc ăn à. Bây giờ tao làm tiếp. Bây giờ tôi lại muốn là gì? Kích tên của tôi đang ở trên cái gì? Cái nội dung đang ở trên cái textbook đấy đúng không? Tôi lại ghi ra, tôi mở một tệp để tôi ghi, tôi lưu. Đúng không? Đấy, rồi. Bây giờ VZS rồi. Bây tương tự như vậy, tôi mở một tệp, đúng không? Tệp mà tệp mới của tôi. Tất nhiên tệp này nó chưa có, vẫn ở cái đường dẫn đấy đúng không? Lớp TDA gì đó đúng không? Bây giờ ví dụ như là A chấm kết quả như vậy. Đó. Đấy thì chúng ta lại open cũng tương tự như vậy. Open C. Đấy, cũng rõ như thế. Chấm kết quả. Đấy rồi. Bây giờ thay vì for input thì chúng ta sẽ gì? For output đúng rồi. Đấy và S thăng 1. Ở đây chúng ta luôn luôn có thể dùng số 1 bởi vì là gì? Ở đây chúng ta đã dùng rồi, ra ngoài chúng ta đã đóng nó rồi, được chưa? Enter close 1. Đấy, cứ đi hình cặp như thế, tức là dùng xong chúng ta đóng lại luôn thì chúng ta có thể dùng lại được. Rồi. Bây giờ lệnh xuất ra là gì? Lệnh print. 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 Print ra cái file của chúng ta là cái file 1 đúng không? Cái mà chúng ta muốn xuất ra là gì? Là cái thuộc tính text của Notepad. Đúng không nào?
Cái rồi chạy thử xong mở cái đấy bây giờ cậu xin mọi người cậu thể gõ thêm một cái điểm năm chẳng hạn như vậy 1.500 rồi xếp em rồi bây giờ cậu lấy cái notebook chị cậu mở ra xem nó đạt chưa. Ôn phải. Đúng không? Bây giờ ra đúng không? A chấm kết quả đúng không? Đấy, như vậy chúng ta làm rồi, nhưng mà như thế này thì quá ăn quá. Từ cứ mỗi một lần chúng ta lại phải đưa từ nó ở cái anh này mà bấm mở này. Bấm mở open. Mở ra nó có cái hộp chọn như thế này. Đấy, đúng không? Và gì? Cái tên của nó đường dẫn ra nó ghi ở đây rồi, đúng không? Trong video basic nó có một cái đối tượng làm sẵn cho chúng ta cái chuyện đấy. Đúng không? Bây giờ chúng ta mới học cái đối tượng đấy. Cái đối tượng này nó có tên là Common Dialog. Cái đối tượng là Common tên của đối tượng là Common Dialog. Common có nghĩa là chung, đúng không? Hay là thông dụng. Còn dialog có nghĩa là những cái giao diện thông dụng, đúng không? Hộp thoại thông dụng. Thế thì từ cái anh kia, tôi không bảo cậu làm, cậu chớ có làm, đúng không? Không thì cậu ra chỗ khác để cho anh khác ngồi đấy. Cứ thầy cứ giảng đang anh cứ làm nẻo thế thì đợi giếng rất là nhiều. Bây cái đối tượng này này nó để vừa rồi là để nó để mở cái hộp hội thoại vừa rồi, bây giờ anh nhưng mà nó lại không có sẵn ở trong này. Vision Basic là cái anh là sức mạnh của nó là dùng sẵn. Có cái anh này, là nó nằm ở ngoài. Để tải cái anh này vào thì các bạn làm động tác như sau. Bây giờ bắt đầu thực thi này. Trò vào project trên menu. Đấy. Trò vào component. Rồi, kích vào đấy, chọn là Microsoft Common Dialog. Nhìn thấy chưa? Microsoft Common Dialog 6.0. Bấm Apply. À, như vậy nó tải ra cái này được không? Đấy, đó đi. Chơi game mới lại khổ quá. Bấm đi. Bấm là cái hiện ra cái anh này là ok. Được chưa? Rồi, đóng lại. Bây giờ ta bốc cái anh này vào đây. Bảo nó ra, rồi ta đặt tên đó, đặt tên ngắn là CDG, ba chữ cái đầu CDG rồi. Đang. Rồi bây giờ tôi vào đây rồi, vào open trước cái anh này, đây trước anh này, tôi mở nó một đoạn, ta vào gọi tên đó CDG chấm show open. Rồi chạy thử
À, nó hiện thị gì ra rồi đúng không? Đấy. Nhưng bây giờ nếu ta tích vào chi tiết thì nó vẫn hiển thị thằng A, được không? Đó, chúng ta phải rồi. Cái mà chúng ta cần đấy, thay cái này này, đây thay cả cái này, phá cái đấy đi. Không, xóa cả, à, xóa cả cái hạt đó. Không, cả hai cái nháy. Hai nháy, hai nháy. Rồi, cách ra. Rồi, bây giờ cái thuộc tính mà gọi là cả tên đường dẫn đấy là cdg.final, thuộc tính final. Đấy, rồi. Chạy thử. Chưa có điện gì đâu. Đấy, mở vào cái anh A cho. Mở bây giờ, mở bất cứ anh nào được. Thấy chưa? Tính luôn rồi. Không, có file sẵn rồi. Đúng không? Rồi, tắt tắt đi, tắt tắt. À, rồi, rồi, chạy lại thế nào, bây mở. Đúng rồi, anh nhà chúng lắc nào. Rồi bây giờ tôi mở A chúng ta một lần nữa. Mở một lần nữa. Cái này nhá. À, nó lại nối xuống dưới thì cũng được. Đúng không? Do đó ở đây chúng ta phải sửa định ký. Cắt đi. Tức là trước khi vào đây. Enter đây. Rồi, thì cái này nó phải về mo. Tức là TXT Notepad. Đúng không? Chấm chấm tách đúng không? Bằng giống tức là nháy đấy rồi đấy, thì bây giờ tôi mở hai lần là nó mở nó chỉ được thứ hai đấy thôi. Đấy, thấy chưa? Trời yêu nhỉ? Rồi. Ra đi, ra đi. Tương tự như vậy. Đối với cái anh này. Anh này không? Rồi. Thì tôi gọi là gì? CDG Show Set. Đấy, và cái ở đây cũng là CDG.final. Rồi, bây giờ chạy thử. Phải sửa nó đi. Đó, sửa nó đi. Đặt tên phải. Đặt tên đi, đặt tên đi. Lại cái file rồi. Cái file này. Được chưa? Cái file này. Bốn nhiệm biến. Mọi người làm chưa? Làm đấy. Rồi anh ấy đi hướng dẫn. Sao tao tự mượn cái phần cô lại? Không hướng dẫn là để không hết quá. Cho nên nói là có lớp rồi thi 2/3 trượt, 3/4 trượt, thi mấy lần mình đã không biết được tình từ đầu đến cuối luôn. Do đó thầy cứ kêu gào để cho các bạn là phải nhìn và làm theo, đây là cách học. Còn đã không nhìn và làm theo nữa thi được trượt là chắc chắn. Cô nói cái gì mà đỡ được đâu. Tôi không biết. Mỗi lần đến học là phải lấy cái bài mẫu, có về nghiên cứu. Đến ra anh này đến
chưa có cái gì chứ nói đi học như thế học như thế nó chứng tỏ về chẳng chuyên sang gì cả, chẳng chuyên luyện. Và đến đây một buổi nhá, giờ nó đi nhanh như tên bắn ngay lập tức, đầu tiên rất chậm. Đúng không? Đúng không? Thật sự cả hai cái đấy à? Mở một cái file A chấm bình thường nha. Ôi, còn đấy vẫn mở được, không mình bị lỗi rồi. Đấy, xong bây giờ qua đây xin lỗi. Mình còn không biết cái này, xong rồi mở lại. Còn đây. Quyết định nguyên do nó là open sâu rồi sai một cái này chứ không nhiều cái này sáng ra cái gì tôi cũng bị lỗi này sao được em nó chạy được vấn đề là em vô được không được tôi có xe của tôi sắp ra chạy không được có chạy vẫn được mình chạy không được. Rồi bây giờ anh bấm vào new là bây giờ tôi phải xóa trắng đúng không? Rồi bấm new chưa có này. Thứ hai nữa thì bấm vào exit à là nó phải chui ra. Cái hai câu lại. Đúng không? Mày tắt đi tắt đi. Mày bấm vào new. Muốn xóa trắng thì tôi cho cái này xóa trắng xong đúng không? Bấm vào new. Rồi. Đấy. Cái nội dung hiển thị lên đấy là thuộc tính text của cái TNT nó thuộc quá
do đó ta cho nó về mo đây cho nó về đây bỏ cái cô lại này vào chấm mà bao giờ tên đối tượng xong đến thủ tính lúc đấy nó mới là biến lúc đấy chúng ta mới có thể bán được rồi chạy thử. Ở bên đã mình có ai soạn thắng như đấy đúng không đều rồi tắt đây tắt đây bây giờ vào exit 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 lâu ta vào bây giờ nếu mà chúng ta có em thì lập tức nó thoát toàn bộ ra khỏi chương trình luôn đúng không bây giờ chúng ta muốn là chỉ có thoát cái form ấy thôi còn cái form ở dưới nó vẫn còn thì chúng ta có một lệnh nó gọi là lệnh unlock unlock một tên đối tượng lock có nghĩa là tải vào unlock có nghĩa là tháo ra unlock tên đối tượng của chúng ta là txt đúng không tên tên đối tượng của chúng ta là txt notepad đúng không ấn lót làm gì có chữ đấy cú phát như này chợ rồi chạy chạy thử ra ngoài exit exit xin lỗi đâu chưa đây chưa chưa chấm nhở cô chạy ở kia đi chấm cô chạy thử xem nào chứng tỏ là cái này của cậu có chuyện rồi. Từ từ đi thôi. Máy của em cũng bị từ đấy rồi. Không rồi đó là như bạn cháu nghĩ thế à? Ố. Tên là FLM. Gọi đây gọi này. Cậu không thể tháo được cái thằng tên bốc đâu mà cậu phải tháo thì anh nâu cục phát form của nó. Vâng. Đấy. Tuy nhiên là để trong trường hợp này chúng ta có thể làm ngắn hơn bởi vì là gì nếu mà
chúng ta đang ở trong chính cái form Notepad đấy, thì chúng ta có thể sử dụng từ me. Me có nghĩa là gì? Tôi, unlock tôi ấy. Thay cả cái này là me. Tức là với điều kiện là chúng ta đang ở trong cái form đấy. Thì chúng ta gọi là gọi, tức là đấy, đúng không? Cái này áp dụng đến tất cả các form này. Tiếp tục này. Bây giờ lại vào form view. Tại sao anh này chi đã bùng to đen xì này? Kích vào đây. Cho nó nhỏ đi, nhỏ mà. Nhỏ cái phần đen. Cho nó nhỏ mà. Cái đấy là cậu điều chỉnh rồi. Rồi, bây giờ bốc cho tôi đây anh này ạ. Cậu đặt cho tôi là cũng là xe đen rồi. Rồi, tương tự như vậy, open cậu cũng cho sâu, open để sẵn ở đây, đúng không? Để sau chúng ta sẽ làm sao? Open, đó vào. Đấy, để hiển thị cái giao diện là CDG sâu open. Chấm. Open rồi, tiếp tục này. Set S thì cũng là sâu set, tương tự như vậy, đúng không? Để nó hiển thị ra cái CSS. Sâu xếp rồi, bây giờ đến print thì là sâu printer. Sâu printer. Ờ, chạy thử. Ờ, cái anh này nó clean, nó có clean đi, nó chỉ đang giao này. À, như vậy nó hiện thì nó ra cái này, chờ không? Thì cái giao diện đấy rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục, bắt đấy. Rồi, bấm vào format. Ở đây. Bấm vào format. Color. Đá vào. Show color. Bây là lại gọi cái anh đấy nhá. Show color. Show color. Ờ, chạy được. Color. À, như vậy, chọn thử cái. Rồi. Bây giờ chọn thử cái đấy mà tôi muốn thay đổi cái này là màu đen thành màu khác thì là thuộc định vị đây, còn nhớ. Tôi tính một lần cái này nè. Back color, đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ tôi mới lại tác bản thân. Anh đâu? Đấy. Bây giờ muốn thay đổi cái màu nền của cái pick view ấy thì chúng ta gọi tên. Gọi tên là pick view, đúng không? Rồi, chấm back color thì chúng ta muốn thay đổi nó, đúng không? Rồi, cái mà chúng ta đã tóm được bằng CDG. Đấy, chấm color. Rồi, chạy thử. Có nhiều yếu nhỉ? Đấy là chúng ta thay đổi màu nền, đúng không? Còn nếu chúng ta thay đổi mood thì chúng ta phải dùng gì? Dùng tính gì? Form thôi là. Nhưng mà mood thì chúng ta chưa vẽ, chúng ta biết được màu nền chúng ta nhìn thấy ngay. Rồi, tiếp tục, ấn vào format phone.
ta bảo CD gà đấm sâu phốt rồi chạy thử. Từ từ cứ bình tĩnh. Đấy. À, như vậy nó hiển thị ra cái anh này. Được chưa? Arabia, từ đấy thổ có mấy cái gì ạ? Từ từ cái này để cho bạn theo thì... Bây giờ về phong view này, bấm về phong view này. Đấy, bấm vào file. Đấy. Rồi, từ từ. Đấy, vào open thì được. Bấm, show open. Từ từ, khổ quá. Để lại cái menu đi. Rồi, để nguyên đấy. Tức là open thì chúng ta là cho thủ kính show open vào đấy, đúng không? Xếp F chúng ta cho thủ kính là show xếp. Print chúng ta cho thủ kính như show printer. Trang format này. Đấy. Format thì chúng ta là gì? Cho thủ kính là show color. Thế còn phone là chúng ta cho thủ kính là show phone. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái command line lớp nó rất thuận tiện. Nó cho chúng ta các cái giao diện cơ bản. Từ gì? Hộp mở, mở tem, hộp ghi tem, hiển thị máy in, đúng không? Rồi là gì? Hiển thị cái bảng màu để chọn màu, rồi hiển thị phông chữ. Đóng đi. Cứ là bốc được cái anh và cái đen kia vào, xong bắt đầu. Đúng không? Như thế mà gọi cái hàm đấy, làm đi làm đây. Tôi có tổng hóa chậm mà. Tôi nói tôi nói này tôi bị lỗi rồi không? Bỏ cái này, không lệnh dùng cái lệnh này rồi nhá, và cả cái đoạn dưới này rồi nhá. Tôi làm này không được. Đấy, tôi mở cái này ra không được. Hết rồi. Có đoạn này thôi. Không muốn bắt được từ đây thôi này. Hết rồi. Kéo lên thì mẹ bảo kéo xuống. Cả một đoạn đấy, viên lại đấy, nhìn hết đi. Bài nào? Ngày lên file ông của con bán sao đấy? Đang view. Dạ, thôi chúng ta hết view lắm. Đi tối ngày cũng file đấy. Cái này qua mà không cho kịp nữa là bị mít luôn. Không nhớ đâu. Sai luôn ở đấy luôn. Bởi vì tại sao? Thầy lúc đầu thầy cho làm một kiểu, sau đó thầy sẽ xóa cái phần đấy đi và làm lại bằng kiểu khác. Cho nên là sẽ không bao giờ là biết được. Open đấy nhá, đi rồi nhá.
đây đều open hết mà, đúng không? Chạy cái gì? Không chạy được, nguyên nhân là do trong cái thời gian mà thay đổi này là đã thêm một cái gì đó nữa rồi. Mà cứ bóp đi xong lại thêm thêm gì nữa. Thì mình sẽ mở được. Thế nhá, cái cầu này chạy rất dễ nhá, chạy nhá. Dễ chạy nhá. Đây. Bỏ bước nào rồi, okay. Kể cả ghi giống, kể cả cái câu lệnh ghi giống thì có nghĩa là bỏ mất một bước nào đó thì cũng không bao giờ theo kịp nữa. Thế còn tớ không được đấy nhá, cậu mở lại cái ghi ấy, cậu cứ mở cậu đi. Đấy, thấy chưa, cậu không ghi được nhá, ấn nè, ấn bỏ, ấn bỏ. Để ở đâu? Đây. Chẳng có cái dữ liệu gì cả. Sao tôi lại không theo bài đây? Không có thì làm gì nó ra cái gì? Không có tạo cái khác gì đâu. Bây giờ quay lại đây. Không có dữ liệu gì thì nó ra. Đây nhá. Sao thế này mới tự nhiên có chúng mày về à? Thoải mái nhỉ? Được chưa? Được chưa? Cái thoải mái đi gần mình nè. Đứng dậy nhiều nhất sau mỗi ngày. Đây có thể mới rồi đấy. Tìm và làm theo bản luận. Xin cho biết đích đây chức quan. Đây nhá. Xin cho biết chức quan. Ở bên đây. Luật kỷ luật. Quế ốc nước thứ ba này. Đây cái này các bạn nhá. Này mình không được thôi. Thứ mình tính làm chả có gì sai thì hỏi. Hỏi những người đã làm được. Tôi chắc chắn rồi, thầy chỉ làm. Không học thì không làm. Tôi đã làm biết rồi. Thì là một cái mình này. Bà cái này nó lại đúng như thế nhá. Nó như vào ấy là không biết gì, như thầy cho em xin đâu ạ. Có những cái sau mà chưa chắc thứ hai không chưa ai tạo về. Nó đâu? Khi có người qua một đường cùng chết hết. Tới đây. Còn nó không làm như thế này nhá. Đang tớ gọi như này. Không bao giờ làm được cả. Ờ. Nên tớ lưu được nhá. Ờ lưu được, lưu được. Ai xem vào nhá. Tuy nhiên bây giờ tớ lại chạy lại từ chương trình này nhá. Được. Được nhá. Xong kẹo tớ mở được cái đợi trắng. Hay là tớ gói lại cái này. Không được nhá. Đây, cái lỗi như này nhá.
Tôi đã giả khỏi tôi ra ngoài đi nhá, xong rồi tôi ra ngoài đi nhá, tôi bỏ lại nó bây giờ không bao giờ theo nó lại không có nó không rồi và lại mãi chẳng luôn nó làm gì tôi gõ được cái chính của cái máy này đi hàng rồi lý do giải thích đơn giản nhất nè bạn rồi giờ open đi có cộng xếp s cứ xếp sao được xếp s luôn cái con tàu đã biết được thêm là open đầu tiên điểm gì đã biết được thêm là từ không open có định dạng cà phê mà ngò nữa đi định dạng thế định dạng cái kia đây nó mở một lọ à mẹ định dạng mở nhà mình có cái lệnh này nó chỉ được cái lệnh này nó không được ở đâu. Hỏi chùa thôi có biết đâu, vừa mới học xong. Tôi phải coi truyền tải. Cái này nhỏ. Không phải truyền tải đâu, vừa mới ra chú hỏi em. Đúng không? Xong chưa hiểu lỗi nên nào được hỏi lỗi. Sao cái này có thời gian chạy được vấn đề thế nhỉ chưa đây cái anh này trắng rồi sao tiền hắn lại như vậy sao dễ nhận em mua rồi có cái máy từ sau anh chứ lúc lên từ sau mình đưa phát lại còn cứ luật chơi là phải thế là thế nào luật chơi là phải con phải đi với là phải phải lên tới cái gì cái gì con thảo chúng ta đang nói lên tới cái này á à? Đương nhiên đương nhiên tốt làm gì anh sẽ bóp tay lên cho trường hợp xem mày làm cho lại cho này chúng mày đang quay mà mày đang quay à quay đương nhiên đang quay rồi ừ. Được thì chú bỏ tay ra gửi chuột đấy đấy ngoài việc của chú cái chuyện nói hôm nay anh đã tính được cái gì vậy đôi khi cảm yêu người này đương nhiên của ai alo alo mọi người đây không alo alo được vào nghe đó từ là đi công cái gì đấy cái này là không để hàm cha hàm baby nó ẩn đang ẩn trong đây ẩn ẩn ê chả để cái gì hàm nhở mô tả nó nhớ một phút kêu mày chết em thôi
em thực hành lại cái nó pet từ đấy và chỉ tay cái chữ C D D G ấy ạ. Thì là lúc mà em tạo file nó mới có dữ liệu đấy, nhưng khi em chạy vô phần thì nó báo lỗi, xong rồi nó mở ra cái tiền bên kia thì tàu à. Sau khi chúng ta phải giải thích được tức là phải có cái đầu được chưa? Bạn mở ra như thế nó lỗi gì phải xem. Em làm ở đâu cũng phát đấy chưa? Tại sao mà mở ra ở phong viên? Phong viên rồi, phong viên tôi thấy. Đâu? Vừa biểu diễn cho tôi. Lời em là lại. Chối lại. Chối lại. Chạy thử, chạy thử, không thì chạy thử, chạy. Răng thì bảo. Con chạy đấy, răng thử. Rồi. Bắn đấy, bạn mở ở đây đi. Em mở đấy xong em tiếp đến file. Rồi, chứ bây giờ. Đấy, bây giờ lỗi rồi. Thế nó bắt lỗi thì phải nhờ. Ừ, thì bây giờ thầy mới nhìn lỗi. Biết thầy chưa nhìn thấy. À, nó... Tôi có thể mở bất cứ ngày nào. Chứ không phải cứ khai ra được. Đây là mình không mở được ngày nào. Thì đang gửi để lúc trước khi chạy cái xe đêm rồi nó chạy bình thường. Bạn vô tình ấy khổ lắm, về không có chơi này. Tôi cá nhân thấy quyết định là chơi cả lớp này. Open mà để pha output thì cứ đi đó. Giết rồi như mày luôn, chẳng không. Đúng rồi, đúng chẳng nào, chẳng hết. Đúng rồi, đúng rồi. Thế chứ nó biết hỏng mà đấy. Đấy, gọi là tự sát. Đúng, đúng rồi, chẳng hết. Em thấy lạ, tự nhiên. Mở để đọc, mở để ghi lập tức là nó mở không ai đấy. Nó quá chẳng quá. Input và output nó khác hẳn nhau. Input là nó có sẵn là chọn hỏi mà trên đấy rồi, còn output nó tạo mới. Làm lại đi, làm lại cái notepad mới đi. Xóa cả hai cái đấy xong rồi lại. Thì bảo là tôi không biết lỗi nào đâu. Ý chưa đâu, tôi không biết lỗi nào đâu. Bấm này. Nói chung à? Muốn hiển thị kiểu đấy. Đâu mà làm theo đoạn trên kia kìa. Đâu mà làm theo đoạn trên kia kìa. Vừa lấy nó hai cái ao. Sau đâu, bác. Gọi tên cái phong của Lâm Tư Bác. Tên của phong Lâm Tư Bác nói anh gọi đấy. Dùng phần ghi sâu. CDG đó, phong. Phong. Gọi tên cái người này. Em đi gọi tên cho gọi anh nào nhé, chấm chấm sông sông trước thầy chấm cả trời rồi không biết cái bài này nó là bị như thế nào bây giờ. Muốn gọi anh nào thì dùng hành đi sâu hơn đấy. Đấy tôi nhìn nè, hiểu chưa? Rồi tức là các bạn lưu ý này, đặt tên đối tượng và gọi đối tượng phải giống nhau. Đặt tên và gọi cho mình đúng. Bên tôi đặt tên là Quang, bên tôi gọi là Quảng thì cái Quang. Gọi tên nhầm thì hoặc tên tôi là Dương mà gọi tên là Dương thì cứ đi. Hiểu ý nhỉ? Làm sao mà hiểu được? Quan tính không thế? Cái tên đối tượng rất quan trọng. Cho tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là cái thủ tính nên. Khi nào bốc đối tượng vào phải đặt tên đối tượng. Và khi gọi ta phải nhớ. Do khi đặt tên đối tượng ta phải làm thế nào để ta nhớ. Thứ nhất là gì? Kiểu đối tượng. Ba chữ cái đầu là ám chỉ cái đối tượng. Form là FRM. Text box là TXT.
TNT. Label là LBL chẳng hạn như vậy. Tức là ba cái đầu, cái toàn cái tên của nó đằng sau. Ta phải làm cho nó ta dễ nhớ. Thế thôi. Còn không dễ nhớ thì chúng ta bấm Control Space. Đúng không? Thì cái hệ thống nhận dạng ra nó chấm một cái nó có cái thuộc tính. Đấy. Nhiều anh chấm nó im như thắt, vẫn bấm tiếp. Visual Basic nó rất dễ. Nếu các bạn biết điều khiển nào, nó kiểm soát hoàn toàn. Đấy. Do gì? Các cái gì tuân thủ. Đúng không? Đặt tên chữ cái mà đầu từ phải viết hoa. Đấy. Tại sao phải viết hoa? Là bởi vì sao? Nó không có dấu cách. Biết như thế chúng ta sẽ nhìn. Điều nhận đặt tên là không có dấu cách. Đó đó là những cái mà gọi là kỷ luật đấy, bắt buộc phải làm. Anh nào mà không làm ở trên đó, đúng không? Rồi hôm nay chúng ta học tiếp này, các hành vi vẽ của đối tượng. Đúng chưa không? Những anh nào đã được, những đối tượng nào đã được, có hai đối tượng đã được, một là đối tượng con, hai là đối tượng biết chưa không? Chỉ có hai ngày vẽ được rồi. Vẽ thì chúng ta có những hành vi vẽ như này. Một là xóa màn hình. Thì tên đối tượng chấm CLS. CLS viết tắt của chữ clear. Screen. Screen có nghĩa gì? Màn hình. Clear có nghĩa là xóa. Có một lệnh này rồi. Thứ hai là vẽ một điểm. Là tên đối tượng chấm chấm gì chấm percent viết tắt của chữ point. Set set có nghĩa là đặt, đúng không? Point có nghĩa là gì? Điểm cách ra và độ x phẩy y. Rồi rồi tôi chạy thử vào cái chữ đo ấy. Đo rồi quay rồi ta vào áp dụng luôn ngay này. Tên đối tượng, tên của nó là chúng ta vẽ trên cái picture box. Tên là gì? Tên là gì? Ui, chức hội này tên là gì? Tên là pick view. Rồi đấy anh em. Rồi chấm chấm percent. Rồi cách nhà bây chúng ta cho tọa độ 1000 vậy 1000 tức là x bằng 1000 y 1000. Rồi chạy được. Thấy không? Chả thấy gì. Ở đây này mặc cái hội này chắc bạn rất bận. Nhìn thấy chưa? Rồi đấy vẽ điểm nhá. Sang này. Thế thì tại sao anh ra này? Bởi vì từ từ để tôi giảng này. Gốc của nó nằm đây này. Đúng không? Và đây là chữ x này. Đây chữ y. Đấy 1000, 1000 là gì? Tức là cái này đây là 1000 này. Đây 1000. Được chưa? Xong chưa? Thế tại sao các bạn thấy là 1000 tại sao nó ít thế? Bởi vì đơn vị ở đây là nó tính một tích. Tích. Để thay đơn vị của bức tranh. Thế là nếu mà theo ấy thì chúng ta phải. Nhưng mà thôi kệ nó thôi. Đây. Vào phong biểu phong biểu. Cái đơn vị. Không. Đây.
Tìm cái gì? Scan mode, scan mode. Em. Đã có scan tốt kìa. Không bằng quá. Đúng rồi, đúng rồi. Một tiếp đi, đúng rồi. Một tiếp. Đây là một tiếp này. Có lại yêu xuất dường pixel nên từ từ lại. Không. Đấy, bây giờ là nó có rất nhiều cái dạng đúng không? Một là tuyết, đúng không? Đấy, còn nếu pixel này của chúng ta thì nó đúng như cái chúng ta tưởng tượng, đúng không? Tức là như màn hình tưởng tượng. Thế còn tuyết thì là nó sẽ là mịn hơn. Đấy. Lý do là tại sao là gì? Nó dùng cho cả máy. Tức là Visual Basic nó có thể nó có rất nhiều đặt sẵn là tuyết rồi. Millimeter là theo kiểu millimeter, đúng không? Được thôi, vậy chúng ta cứ đặt non tích. Và bản chất của cái màn hình nó là tích tre. Màn hình này. Thế nhưng mà cái anh này nó làm cho cả máy in nữa. Đó. Thế đâm ra nó đặt một cái đơn vị mịn hơn cái tích tre. Đấy là tích. Đấy các bạn cứ hiểu như thế. Rồi. Tiếp tục này. Tiếp tục. Bây giờ là vẽ được điểm chưa? Mấy tên kia vẽ điểm chưa? Rồi bây giờ muốn xóa cái điểm đi, đúng không? Enter xuống. Không. Từ từ để nguyên này. Vào phong view. Đấy. Vào view. Vào đi đó. Đấy. Các bạn. Tên đối tượng là pickview.cls. Xem cái điểm đi. CLS. Rồi chạy thử. Rồi về vẽ điểm đi ra. Rồi xóa đi À thấy nó xóa chưa? À đây mình ấn vào đó cái xóa ngồi đấy. Tiếp tục này. Xong anh vẽ điểm. Rồi bây giờ đến vẽ đoạn thẳng. Ba này. Vẽ đoạn thẳng. Và vẽ đoạn thẳng. Lập tên đối tượng. Chấm. Cái mục đầu vẽ điểm không lúc này không biết là vẽ gì. Chấm. Like. Rồi. Cú ba của nó là như này. X1 bảy Y1 cạnh ngang. Y2 Y2 từ cứ gõ lại bấm lại. Ta vào lên đối tượng. Chấm like. Rồi, cắt cái. Mở ngoặc. Bê to từ 00 nối đến 1000. Hay là cho là từ đừng từ 00 mà từ 1000 nối đến 2000. Siêu vãi. Ừ, chạy được. Với số 2000 cái siêu vãi. À, thấy chưa? Được chưa? Siêu vãi. Đây là vẽ lại. Tối nay mình YouTube rồi. Tấn sắp 10 tiếng rồi. Đấy, sao sai vậy? Từ. Bây giờ, tác xuống đáng ạ. Vẽ lại nó còn có thể này. Bây giờ khi mà cái anh này bút nó đang là 2000 thì tôi muốn vẽ tiếp thì tôi không cần nhắc ảnh anh này. Rồi. Thì tôi viết này tên đối tượng chấm lại. Gạch một cái thôi. X2 Y2. Từ 00. Đấy, ấy đây. Gạch một cái. Rồi. Đấy là tôi là từ cái anh này 2000 tôi bịa ra một cái là 2500 chẳng hạn. Chạy thử. Đấy thì như vậy là nó nối cái điểm gì? Từ điểm 2000.
từ điểm 20 anh nhìn nó tiếp, hiểu ý không nhỉ? Từ cái điểm cuối cùng, đó chưa? Rồi, bây tắt nghịch ngợm mà, tắt đi. Rồi, bây giờ tắt xóa cái này đi. Bây giờ này, cái anh này không những là vẽ hạ thẳng mà nó có thể vẽ hình hộp. Bây giờ cho chữ 77B. B. Chạy thử. À, như vậy nó là hình hộp. Hai đỉnh của nó là thế. Là hai cái đầu của hình hộp. Được chưa? Một kia ra ngoài trượt hết món này. Được chưa? Xong không chưa? Bây giờ thì tại sao phải phải này là bởi vì ở đây chính là cái lớp màu. Bình thường nó lấy cái màu back color của cái tương phong color và chúng ta có thể định nghĩa màu. Đó cho đây, cho đây. Red. Rồi bây giờ chúng ta có 7 cái màu cơ bản. Chúng ta có màu thứ nhất là BB red. Đó là nó mà. Chạy thử. À nó ra màu đỏ. Đó là cái màu phó color đấy. Bây giờ thay đổi đi. BB. Ba. Green. Yellow. Yellow. Cyan. Black. Black white. Black thì mất đi đúng không? Black thì có lẽ là không nhìn thấy. Được chưa? Rồi bây giờ đấy là vẽ. Nhưng mà tôi là muốn tô bên trong tôi cho chữ S. S có nghĩa là B có nghĩa là ốc. Còn S có nghĩa là phim. Chạy thử đây. Đúng rồi, tôi vừa ra. Đây chúng B. B F là màu. Được chưa? B F. Thế còn nếu không có cái màu này thì nó lấy cái màu của cái phim. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục này. Đối với màu, chúng ta có thể dùng cái BB là mấy cái màu cơ bản, nhưng mà chúng ta có một cái hàng màu là trộn ba màu cơ bản. Cái hàng đấy có tên là RGB. Và đây là nó có ba cái giá trị. Thay đây. Có chữ RGB. Mong ngọc. Đấy, tức là ba giá trị, một giá trị màu đỏ. Mỗi giá trị này nó có giá trị từ 0 cho tới 255. Xem thế nào. Bây giờ cậu cho cái anh này màu đỏ là 255. Không không. Đấy là màu đỏ. Đỏ rồi. Rồi chạy thử. Thì đấy là màu đỏ. Đúng không? Mình có thể pha màu. Pha thêm màu tùy. Ba màu cơ bản. Chúng ta có ba màu này. Red là màu đỏ. G tức là green là màu xanh. Xanh lá cây. Blue là màu xanh lá trời. Sám lai đỏ. Đấy, cái hàng đỏ. 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 Cái này đỏ lên mà không. Nó để không, cái để số không. Thử không, không đấy. Tím. Hồng. Mày nhìn nè. Mày tính như kia nó mới được. Bạn nó bảng đen sai màu vui. Rồi
cái nhạc đấy kêu rồi bạn gỡ nhạc ra được chưa? Bây giờ tiếp tục này, lệnh vẽ đường tròn. Cô đi nha. C. Không biết đọc từ gì. Bốn nhỏ ở tọa độ tâm và bán kính. Rồi nhận đi. Nhận một cái tâm, nhận một cái bán kính. Bán kính gì chứ? Được tròn, đó. Có vẻ đẹp. Chuẩn. Là mình to lên. Cũng như chẳng hạn, bạn chính thôi. Sao lại tiết kiệm thế? Phải có 200 hay kia. Hai nghìn đây là 1.900. Vẽ lại. Vẽ lại cái câu lệnh vẽ đi. Tao vẽ mấy cái đít. Phải chắc. Cho vừa không phải đi có hai chạy thử elip hai cái sau ôi nó in như chóc rồi năm tắt đi bỏ cái không, bỏ là cái không đi. Bảy phẩy. Như là đấy là màu. Bảy phẩy. Rồi chạy thử. Đấy, đang cùng. Cái đấy là màu của bác. Ở đằng giữa màu. Em đi được mỗi một tí. Thế là gì? Nếu là ấy thì nó là con màu đúng không? Đấy, sau đấy là góc. Đừng nhìn thấy cái phần nhỉ? Góc khởi và góc kết, góc kết xuống. Tức là để nó vẽ theo như này. Đó là đây là start. Mình ghi 2 pi. Đấy, xong đây là 60. Mẹ bé 360 là số 2.5. À, nhưng mà cái phần này nó lại theo cái tọa độ như kia. Nhưng mà đại loại là cung là nó như này. Đấy, vẽ cung thôi, nhưng mà cung thôi. Đây là cái cách vẽ cung. Vẽ từ với cho anh này là không chẳng hạn như vậy. Phi trên 2 là bao nhiêu? 90 độ ạ. Không. Phi trên 2 ạ. Đá đăng cơ. Cái máy tính nó lại chơi cái món đá đăng. Chơi món độ chúng ta. Đây là không này. Đá đăng là 3.14 mà chia cho 4 không? À chưa? Chia 2 ạ, 1.7. 1.7. 1.7 đấy. Không, 1.7 xem ra là 1.6. 1.6 đấy. Đây không. Không 14 1.6. Ờ, thường nó 1.7 ạ. Rồi, chạy thử xem nào. Tôi ạ. Đấy, tức là đây là không này. Đấy, gần như là cung ngũ tư đấy, hiểu chưa?
Bây giờ dưới nhờ luôn nhá. Từ từ em rút tròn luôn. Đây là góc cởi này. Góc kết này. Câu 16. Câu 16 ra đẹp hơn. Bạn đi làm sao 1.6 là cung mà hình tròn, tại sao nó ra cả hình thế kia? Không biết. Được chưa? 1.6 là pi trên 2 bằng 90. Bốn nhỏ. Sao thế? Chúng ta biết. Bốn nhỏ. Vẽ. Bạn bạn. À đâu tại vì tận động khác nhỉ? Vẽ bằng bảng. Khổ. Vẽ bằng bảng có liên quan gì đâu không? Trong môi trường đồ họa nó vẽ văn bản. Cái tâm của Elin. Rồi nó vẽ trên cái picture book thì nó không phải vẽ. Mình chưa hiểu. Văn bản. Nhưng mà PG2 vẽ văn bản là cái ngày đầu tiên ấy. Là nó phải xác định cái điểm vẽ. Quay được cả đường tròn. Phê đối tượng. Cái điều gì? Thần tượng cái bộ này. Mất được nhiều quá. Đau tích. Tích. Còn bao nhiêu? Enter đi. Đây là vẽ. Đây là gì? Hai cái lệnh này là xác định cái vị trí vẽ. Thế còn cái lệnh vẽ văn bản là chúng ta dùng cái print một cái biến văn bản. Rồi, ở đây Preview.print. Ok, cái anh này nó là ngầm, đúng không? Cứ gõ không có thành vấn đề. Cách nhá, cách nhá. Rồi, nó sẽ không hiện ra cái xanh xanh đâu. Đúng không? Cái anh nó ngầm rồi. Rồi, bây giờ nháy. Nháy, tên cậu cho cái văn bản gì? Tên cậu hoặc là tên lớp thoải mái. Khó rồi đấy. Tấn khó. Cái đầu tiên là hai, cái đầu tiên là vị trí. Ờ, vị trí vẽ đâu? Ờ, chạy được. Thử dẹo ra. Đấy. Tấn cơ hó trắng hóa thì màn hình đen. Được chưa? Bây giờ cậu mới nghịch lợi, cậu lên format để thay đổi cái phong, nó sẽ thay đổi kích cỡ nữa. Ký tự đặc biệt là cuối cùng. Chưa, thay đổi đấy chưa, thua. Đó, nó phải vào cái phần ký tự đặc biệt dương. Rồi, bây giờ cậu tặng các bạn muốn là thay đổi được. Đấy, vào. Tức là cậu phải tung vào cậu bắt nó. Đây, có mắt. Đây là phôn. Sau khi cậu ấy, cậu phải dán nó. Rồi. Enter. Enter. Đấy, C, D, G. À, xin lỗi, Big View. Big View. Đấy, chấm. Đó, bây giờ cậu muốn là thay đổi tên theo nó. Phải nên. À, xin lỗi, phone name. Phone name. Phone name. Cái kia, cái kia, cái kia, cái kia, cái kia. Đấy, thì cậu lấy giống của nó cũng là C, D, G. Chấm phone name. Đó. Thứ ba. Rồi, chặn thử. Đấy. Tức là muốn thay đổi cái gì chúng ta phải gắn cho nó cái đấy, đúng không? Vậy thay đổi cái phone khác đi. Rồi. Mới tên phone đó. Cậu mới gắn được cái tên phone đó. Cậu làm gì mà nhiều đấy. Lập trình như đâu tôi làm đấy chứ. Mới được cái hành này. Cái này. Ok rồi. Tóm A. Chưa được. Được. Không, cậu đã thay đổi rồi thì nhá. Ok. Bấm vào cái tách đâu vậy, tách đâu, draw. Đấy. Nhiều chứ nhỉ, xóa đi, view. Xóa này. Đẹp thế. Draw. Đấy. Hiểu không? Thế còn là muốn thay đổi font size thì lại thay đổi font size. Đây. Tắt đi. Đấy, bây giờ là Enter, Big View. Chấm font size bằng. Rồi, tức là mấy cái thằng font size của thằng CDG gắn cho thằng Big View. Đó, thế cho nó dễ hiểu. Rồi chạy thử.
Đấy, tức là muốn gắn cái gì, muốn lấy cái thuộc tính gì của nó thì gắn nó ra. Cho chữ cho, không chữ cho. Đấy, rồi là internet bầu biết là mình muốn làm gì là mình làm. Không biết mình ấy, không style gì mình ấy đâu. Hết rồi. Ấy rồi. Ôi rồi. Như cô lệnh đấy, đấy cũng sai. Được nè. Không là ăn không đấy. Rồi bây giờ nghỉ ở đây. Tôi mượn đi. Tôi mượn cái phong. Không ấy đâu cậu. Cái câu lệnh của cái kia tôi ấn vào tớ vẫn xem thôi. Kết thúc đã.